Phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Một số lĩnh vực cải thiện rõ rệt hơn so với tháng 3 và quý 1. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định và tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,07% so với tháng trước, bình quân 4 tháng tăng 3,93% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 43,1% dự toán năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 239 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Xuất siêu 8,4 tỷ đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký đạt gần 9,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% và vốn FDI thực hiện ước đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu mong muốn hợp tác đầu tư quy mô lớn vào các ngành điện tử bán dẫn, năng lượng tái tạo của Việt Nam. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024. Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên chính phủ cũng nêu một số hạn chế bất cập, nêu một số khó khăn phát sinh trong việc triển khai điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính, điều chỉnh tăng lương, đề xuất tăng cường quản lý thị trường vàng, nhất là việc kiểm tra chống thao túng thị trường, sớm ban hành nghị định về tỷ lệ chi thường xuyên và đầu tư công. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 tiếp tục chuyển biến tích cực. Nhấn mạnh đạt được kết quả đó là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành phối hợp chặt chẽ, tích cực của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự tham gia ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm trọng điểm của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương. Chỉ rõ 6 tồn tại hạn chế và khó khăn thách thức cơ bản, đồng thời chỉ ra các nguyên nhân của hạn chế tồn tại, các bài học kinh nghiệm và quán triệt các quan điểm định hướng chỉ đạo điều hành, chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ hài hòa chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, không điều hành giật cục, phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả các thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, vàng, tăng cường quản lý giá cả thị trường. Rồi phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả các cái thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, thị trường vàng. Thì cái trái phiếu thì tôi đề nghị là các ông chí xem lại cái đấy và chúng ta chuẩn bị ký để chuyển cái điều hành qua cái hệ thống KRX. Xử lý nghiêm các cái vi phạm liên quan đến các cái thị trường này để tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, rồi công tác điều tra. Rồi tăng cường quản lý giá cả thị trường. Dứt khoát là không có tăng giá đột ngột, tăng giá nhiều mặt hàng trong cùng một thời điểm và tăng giá vào cái thời điểm tăng lương. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tập trung triển khai thực hiện đề án 06. Cùng với đó khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện và triển khai các quy hoạch, đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại, đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, lan tỏa mạnh mẽ theo xu hướng phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế số, nhất là các ngành chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng yêu cầu tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu nông sản, chú trọng công tác gỡ thẻ vàng EU, chủ động đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất điện, sinh hoạt của người dân. Tiếp tục xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài, chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân, tổ chức triển khai quyết liệt phong trào thi đua, xóa nhà tạm, nhà rột nát, hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2025. Thủ tướng lưu ý tích cực chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương sắp tới, triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban Kinh tế, Xã hội, Đại hội lần thứ 14 của Đảng, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trước mắt, các bộ ngành, cơ quan địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức tốt kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.